Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang có mặt ở quán cà phê Tú Mơ To. Hôm nay dẫn gia đình đi uống cà phê quý vị. Tiện thể thì cũng quay review lại cái quán này cho quý vị cùng xem ha. Buổi tối ngồi ở đây uống cà phê cũng rất là đẹp lắm quý vị. Quán cà phê rất là phong cách luôn ha. Đó. Phong cách từ trong ra ngoài luôn quý vị, thiết kế cổ kính, ban ngày còn đẹp mà quá. Trời ơi, đây này, ban ngày còn đẹp mà buổi tối cũng đẹp luôn quý vị. Mình vừa mới bước xuống dưới vùng nước, băng buổi tối thì nó cứ mơ mơ. Ban ngày thì mình chưa đi vào lần nào, rất là nhiều những cái ngõ ngách ở đây. Này đi xuống dưới quý vị ha, ở trên cũng đẹp và đi xuống dưới cũng đẹp luôn. Trời ơi, bước xuống vùng nước luôn quý vị, ướt hết rồi. Quán này khá là rộng quý vị ha. Đó, rất là nhiều những ngóc ngách, toàn là gỗ không. Dưới này là quầy order, có khá là nhiều những cái quầy order ở đây quý vị ha. Nước ở đây thì có giá từ 50.000 cho đến 80.000 quý vị, tùy loại nước ha. Giá cả thì cũng được phải chăng với một cái không gian rất là nhiều ngóc ngách và tiểu cảnh như thế này, để cho mình chụp hình tham quan. Đó. Để qua bên này cái ha. Nó rất là đông khách luôn quý vị. Ban ngày ban đêm gì cũng đông khách hết trơn. Rất là chill luôn quý vị ha. Ra ngoài này là thung lũng đèn. Vào đây mình order xong rồi là mình cứ ngồi là có người bưng ra quý vị, tính tiền tại quầy luôn. Reply Đà Lạt 1994.